Thưa quý vị, bất chấp những hiểm họa tai nạn giao thông xảy ra cho bản thân và người khác, cũng như phớt lờ các quy định của pháp luật, các quái xế và hàng trăm xe máy đi bão vẫn ngang nhiên chặn quốc lộ 1 và quốc lộ 51 thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai để làm đường đua trái phép. Cái thằng này chưa kịp nói gì nó đã cúp máy rồi. Chia Liu Ken from South Bright. Ba không thích con chơi xe độ vì sợ sẽ có lúc con té. Xin lỗi ba vì lời ba dạy mà con lại không nghe. Mẹ không thích con hay đi bão vì sợ ngày mai con sẽ không về. Xin lỗi mẹ đam mê con chọn, từ bỏ là điều không thể. Nhưng ba mẹ ơi, vì đam mê làm sao mà con bỏ được. Chiếc xe năm lệnh đương kim vẫn là điều mà con ao ước. Ba mẹ ơi, hãy hiểu cho con, đam mê con không thể từ bỏ. Làm sao mà con quên được cảm giác cầm xe trai lớn tự do. Con xin lỗi vì con không ngoan, con chỉ làm cho ba mẹ phiền lòng. 2-3 giờ sáng con rời khỏi nhà, đi giật xe ở cung đường nóng. Ba mẹ sợ mỗi khi ra xe không bình tĩnh con sẽ rất nài. Ba mẹ sợ con chỉ ham chơi, không lo gì cho tương lai. Đêm nay con sẽ không về, mẹ đừng thức khuya mà đợi con. Ngoài kia hàng trăm anh em xếp hàng thẳng lối đang gọi con. Dù ngoài thiên hạ không có là ai, trong mắt mẹ con luôn nhỏ bé. Dù cho con có là idol, người con thương nhất vẫn là mẹ. Gia đình là nơi thiêng liêng đánh đổi mọi thứ con không từ bỏ. Dù cho ngoài kia là thế giới xô bồ và tự do, nhưng với con mẹ vẫn là nhất, còn cha là thứ hai. Cuộc đời này chỉ một lần, không cho phép con được thử lại. Gia đình là nơi thiêng liêng đánh đổi mọi thứ con không từ bỏ. Dù cho ngoài kia là thế giới xô bồ và tự do, nhưng với con mẹ vẫn là nhất, còn cha là thứ hai. Cuộc đời này chỉ một lần, không cho phép con được thử lại.